Xin chào mọi người, hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ tham quan và quan sát một cái khâu quan trọng sau khi mà GE Nha Đam đã được ủ thành phẩm. Trong những cái thùng chứa này thì chúng ta sẽ tiến hành cái khâu lọc cặn. Những cái cặn sát Nha Đam mà chưa phân hủy hết, chúng ta sẽ lọc cặn và tận dụng nó để làm phân bón, cũng như là có thể dùng nó để làm thức ăn nuôi trùng cũng được nha mọi người. Sau khi lọc cặn thì chúng ta sẽ đưa dung dịch GE Nha Đam thành phẩm vào bên trong cái ten, cái thùng 1000 lít này. Thì đối với những cái trang trại hoặc những công ty đối tác có nhu cầu mua số lượng lớn GE Nha Đam á, thì chúng tôi có thể cung cấp nguyên cái thùng lớn 1000 lít này. Đấy. Còn đối với khách lẻ thì chúng tôi sẽ đóng chai 1 lít và chúng ta sẽ ship code và bán cho khách hàng trên khắp cả nước qua hình thức giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, những cái kênh giao hàng logistics hiện tại. Thì về cơ bản, một thùng ủ dài khoảng 120 lít, nhưng mà khi ủ chúng tôi sẽ ủ khoảng tầm 2/3 hoặc 3/4 thể tích thùng thôi, nên cái lượng dịch GE thành phẩm nó sẽ không đủ 120 lít ha, nó khoảng tầm 70 lít hoặc 80 lít tối đa. Sau khi trừ sát bã cặn của Nha Đam thì chúng ta sẽ có được cái thành phẩm. Về cảm quan thì như mọi người thấy, cái dung dịch nó sẽ có màu vàng vàng nâu giống như màu bạc xỉu cà phê vậy. Mùi thì cái mùi thơm nhẹ của rỉ mật cũng như là mùi Nha Đam đã được lên men phân hủy. Đấy. Ở đây là sản phẩm sinh học nên an toàn cho người sử dụng cũng như là người sản xuất, nên cái vấn đề an toàn vệ sinh thì nó cũng rất là ok, nên cũng không có quan tâm nhiều. Đây là những cái thùng GE Nha Đam đã được lọc này. Rồi sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục lọc những cái thùng GE chuối ở bên đây để đưa vào bồn thành phẩm. Thì cái sản phẩm GE Nha Đam sẽ là sản phẩm chủ lực của chúng tôi trong năm 2023 này. Về công dụng, thành phần cũng như hướng dẫn sử dụng thì tôi cũng đã post lên những cái video trước, cũng như là trên fanpage Facebook, Zalo tôi đã post trên đó, thì mọi người có thể tham khảo, thì tôi có thể tóm tắt ở đây. Thì GE Nha Đam là một cái hợp chất enzyme sinh học được chiết xuất từ Nha Đam, được lên men bằng hệ vi sinh vật bản địa MO, và nó có công dụng đặc biệt là cung cấp dinh dưỡng đa trung vi lượng, vitamin, khoáng cũng như là hệ vi sinh vật có lợi cho cây, giúp cải tạo đất, kháng một số bệnh về nấm và khuẩn. Đặc biệt là hợp chất chiết xuất từ Nha Đam nó sẽ giúp cho cây trồng của chúng ta làm lành vết thương, đặc biệt là giai đoạn dăm cành, chiết cành, cắt ghép cành thì chúng ta sẽ GE Nha Đam khá là tốt. Còn đối với GE chuối thì nó cũng tương tự như GE Nha Đam, như cái hợp chất, cái cơ chất chuối nó sẽ chứa nhiều kali hữu cơ, dinh dưỡng nó sẽ đa dạng hơn một chút. Nó phù hợp cho những loại cây ăn trái trồng theo hướng hữu cơ, cũng như là chúng ta có thể sử dụng GE chuối để phun xịt cho cây vườn hoa cũng rất là tốt. Đó là hai sản phẩm GE chúng tôi sản xuất trong năm 2023 được cải tiến công thức với giá thành không đổi, để chúng ta có thể tiếp cận và sử dụng nó cho cái môi trường vườn hữu cơ sinh thái của mình. Và phía xa xa kia là cái vườn rau hữu cơ mà chúng tôi đã tiến hành phủ rơm xong ha. Thì trong vòng khoảng tầm tuần lễ 10 ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại clip để chúng ta quan sát cái hình hài của cái rau hữu cơ chúng tôi trồng bằng phân trùng quế, cũng như là sử dụng những cái chế phẩm sinh học GE Nha Đam như thế nào. Đây là những cái khu vực ủ phân bò, ủ hoi phân bò tận dụng tại trang trại nắng mưa gió. Chúng tôi ủ hoi 100% bằng loại vi sinh vật bản địa và cá men vi sinh. Thì chúng tôi còn sản xuất một cái loại cá men vi sinh, chúng ta có thể sử dụng nó để rải hoặc là pha nước để phun xịt khử mùi, khử khuẩn, cung cấp vi sinh để ủ hoi phân cũng rất là tốt. Hoàn toàn cái mô hình trong này chúng tôi ứng dụng những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn hết ha. Thì trong quá trình xem video, mọi người có nhu cầu hoặc thắc mắc hoặc hỏi muốn hỏi bất cứ vấn đề gì thì xin mạnh dạn comment bên dưới. Hoặc mọi nhu cầu mua hàng thì mọi người cứ mạnh dạn comment. Tôi sẽ liên hệ chăm sóc và tư vấn cho quý khách để chúng ta có một cái nhìn khách quan, cũng như là sử dụng sao cho hiệu quả và đúng cách sản phẩm nhất. Đây là cá men mà chúng tôi đã xử lý, và đây là giai đoạn giảm ẩm tự nhiên. Chúng tôi không có phơi về nắng trực tiếp, mà chúng tôi phơi trong bóng râm, giảm ẩm bằng gió và cho nó bay hơi từ từ, và cá men sẽ khô và chỗ đó chúng tôi sẽ đóng gói thành phẩm và cung cấp cho quý khách hàng, cũng như là sử dụng tại chính trang trại và dự án GC Plus. Ngoài sản phẩm GE Nha Đam thì chúng tôi còn sản xuất một cái sản phẩm chủ lực khác, đó là phân trùng quế nén viên. Chúng tôi vô gói 500g và 1kg để cung cấp cho những người trồng hoa kiểng bonsai, những cái loại kiểng lá tại nhà hoặc là những khu vực đô thị thành phố. Đối với những khu vực nông thôn thì chúng tôi có cái loại phân trùng quế tươi, độ ẩm tầm 75 đến 85%, thì chúng ta bón lót cho cây cũng rất là tốt, cung cấp hệ vi sinh vật để
cải tạo đất cũng như là nâng pH, giữ ẩm nước, giữ ẩm và cung cấp hệ dinh dưỡng đa dạng cho cây trồng. Đặc biệt phân trùng quế là một loại phân lành tính nên chúng ta có thể sử dụng bón lót trực tiếp cho cây chứ không cần phải qua công đoạn ủ hay là xử lý vi sinh gì hết. Đó là cái điểm khác biệt của phân trùng quế so với những cái loại phân khác. Ngoài ra những cái thành phần dinh dưỡng có sẵn trong phân trùng quế bao gồm acid humic, acid fulvic, hệ vi sinh vật cố định đạm, hệ vi sinh vật phân giải lân, hệ vi sinh vật phân giải cellulo cũng giúp góp phần làm tăng cái đặc tính chất lượng của cái phân trùng quế của chúng ta. Và chúng ta không cần phải bổ sung bất cứ thành phần phụ gia nào bên ngoài. Đó là cái lợi ích của phân trùng quế mà chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi ra tham quan một chút cái trại trùng ha. Đây là một cái mô hình khép kín nông nghiệp tuần hoàn, vườn ao chuồng trùng quế, phân bón hữu cơ vi sinh và du lịch trải nghiệm. Xa xa kia là cái nhà nuôi trùng quế ha. Chúng tôi sẽ dựng nhà mái tôn và nuôi trùng trong đó để khách tới tham quan. Còn khu này là cái nền xi măng chuồng cầu cũ chúng tôi tận dụng để giảm ẩm phân. Xa xa kia là cái khu vực vườn me, chúng tôi sẽ trồng những cái loại cây cảnh quan cũng như là trồng chuối nước ngoài đó. Vườn rau hữu cơ. Khu vực phía sau cái lùm cây này là chúng tôi sẽ nuôi heo đen và sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp để làm thức ăn cho nó cũng như là sử dụng trùng quế để làm thức ăn cho trùng cho heo. Về cái thông số kỹ thuật thì tôi đã giới thiệu trong những clip trước về pH ISO. pH của cái dung dịch ghẻ Nha Đam thì nó hơi chua một chút, nó nằm trong khoảng từ 4 đến 5. Còn đối với ISO thì nó dao động từ 5 đến 8 mSiemens trên cm, hàm lượng dinh dưỡng khá là cao. Lưu ý là sản phẩm tốt chúng ta phải sử dụng đúng cách, pha đúng tỷ lệ liều lượng với nước thì chúng ta mới sử dụng hiệu quả được. Một số khuyến cáo mà chúng tôi đã ghi trên cái nhãn chai mọi người có thể tham khảo và theo dõi thêm. Và đây là 2-3 sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Rồi Nha Đam như tôi vừa giới thiệu nãy giờ thì mọi người thấy đây là chai lẻ 1 lít chúng tôi đã đóng để cung cấp cho khách hàng lẻ mua hàng để về sử dụng thử. Còn đối với khách hàng nông trại hoặc những công ty lớn chúng tôi có thể bán can 30 lít hoặc là bồn ten 1.000 lít này. Trên nhãn chai chúng tôi đã ghi hướng dẫn sử dụng thành phần cũng như là một số lưu ý để cho mọi người đến tham khảo. Cái loại này là chúng tôi thiết kế riêng cho cái dòng cây kiểng bonsai chiết xuất từ phụ phẩm Nha Đam, hoàn toàn hữu cơ sinh học ha mọi người. Còn đây là cây e chuối với nhãn mác bao bì, hướng dẫn sử dụng tương tự ha. Và sản phẩm tiếp theo là phân trùng quế này. Bịch này là bịch 1 kg, có một nửa ký nữa thì mọi người có thể thêm qua hướng dẫn sử dụng thành phần công dụng trên đây. Rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem qua video này và hy vọng rằng trong ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 kỳ nghỉ lễ của cả nước, chúng ta sẽ có những chuyến du lịch đến trang trại Nắng Ngoài Gió và đến ngay tại cái khu vực mô hình nông nghiệp tuần hoàn vườn ao chuồng phân bón hữu cơ vi sinh trùng quế này để chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, ăn những sản phẩm trái cây sạch, rau sạch cũng như là mua những sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn cũng như là trao đổi giao lưu những kiến thức kỹ thuật về nông nghiệp ứng dụng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.